2, 3, vô. Cái gì vậy? Tự nhiên hai người liếc mắt đưa tình rồi cười. Mà tự nhiên hôm nay là cái dịp gì đặc biệt mà tự nhiên bày bánh trái ra đây rồi gì mà linh đình nè, còn bắt mặc đồ đẹp nữa. Ủa có chuyện gì hả? Tao với anh Quang coi như là tổ chức một cái tiệc thân mật ấm cúng bánh ngọt ở nhà vậy. Tại vì muốn thông báo á là hai đứa anh chính thức quen nhau, hẹn hò. Là kể từ bây giờ anh sẽ là người chăm sóc và bảo vệ cho mẹ con Hà. Ủa, vậy là bây giờ mới quen hả? Em tự quen từ trước rồi mà. Bây giờ chỉ thông báo là kết hôn thôi chứ. Con nhỏ này, cà khịa không à. Mày cũng thừa biết là tao với anh Quang phải vượt qua rất là nhiều trở ngại, hai đứa mới đưa ra được quyết định vậy đó. Rồi biết rồi cô nương ơi, tôi rành quá mối quan hệ này rồi, tôi biết trước rồi. Chẳng qua là tôi chỉ đợi có một dịp mà hai người thông báo cho tôi biết thôi. Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất nè, Ken, con có vui không? Dạ vui. Vậy thì con chúc mừng mẹ Hà với ba Quang đi. Nhưng mà như vậy con mới yên tâm được. Yên tâm sao? Mẹ sắp có chồng rồi nha. Trời đất ơi. Biết có chồng luôn hả? Ken, nghe mẹ dặn nè. Kể từ ngày hôm nay là con có thể gọi chú Quang là ba Quang nha. Con gọi thử đi. Ba Quang. Nhưng mà sao mà con hiểu? Con nghĩa là vậy nè. Ba là ba ruột của con, chứ không phải là chú Quang. Cũng không giống như là ba Tùng. Ba Tùng chỉ là ba nuôi thôi, còn ba mới là ba ruột nè. Vậy con sắp có ba rồi phải không? Đúng rồi, từ đây con sẽ có ba rồi. Ê, hey, nè, nâng ly chúc mừng đi. Hôm nay vui quá nè. 1, 2, 3. Vô. Chạy cẩn thận đi nha con. Cảm ơn anh nha. Chưa bao giờ mà em thấy con nó vui như vậy luôn á. Nghe em nói vậy á, tự nhiên cảm thấy có lỗi ghê luôn. Từ đây về sau, anh sẽ làm cho con vui và cả em vui nữa. Gia đình mình sẽ hạnh phúc mãi như vậy. Ủa? Sao vậy? Không chơi nữa hả? Tôi quên ra chơi con đi. Ra chơi hả? Được rồi, ra chơi thì ra chơi. Chơi thì chơi, chú. Anh đã đi qua bao con đường, lạc bước trong bao giấc mơ, mong manh ngày dài về một tình yêu của anh, tìm kiếm cho anh mảnh ghép cuối cùng. Khi giấc mơ chẳng còn trong xanh, tình cờ em bước đến trong hoàng hôn dịu dàng, nhẹ nhàng đánh thức con tim, buông lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Và rồi cứ thế anh tan vào trong nụ cười. Và rồi cứ thế anh uống nước nè. Uống nước xong muốn đi ăn gì không? Và rồi cứ thế hãy chung. Uống nước gì? À, uống nước táo hả? Ăn cam không nè con? Ăn dâu không? Cam với dâu ăn nào? Ăn gì không? Dạ, mẹ Hà ơi, bữa nay chơi vui quá. Con ước gì được chơi nhiều nhiều như vậy. Rồi có mẹ Hà bao quang để hạnh phúc cho mình hạnh phúc luôn. Vậy từ đây sau á, ba sẽ sắp xếp công việc, đưa con đi chơi hoài luôn, chịu không? Dạ, chịu. Mẹ Hà ơi, mẹ ra chơi con đi. Đi nè, đi nè. Ừ.
Thì ra đây là cái cảm giác có một gia đình hạnh phúc mà mọi người thường nói. Chẳng còn thời gian để...